Honda Civic Type R là một mẫu xe sở hữu rất nhiều biệt danh như ông hoàng cầu trước, chiến thần trường đua, xe đua đường phố, bố của Porsche. Hiện nay, dòng xe này đã bước sang thế hệ thứ 6 với nhiều cải tiến về ngoại thất lẫn hiệu năng. Tuy nhiên mình thắc mắc một điều, liệu nó còn giữ được cái chất của Civic Type R? Hãy cùng mình khám phá trong video này nhé. Và mình là Xuân Siêu Xe, siêu về xe. Bên cạnh mình đây là chiếc Honda Civic Type R FL5 thế hệ mới nhất. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn anh Cao Thanh Phong, chủ gara Family, độ xe nghiệp dư đã hỗ trợ mình thực hiện video về chiếc xe này. Xe được anh Phong mua chính hãng với giá khoảng 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại rất khó đặt mua một chiếc Honda Civic Type R tại Việt Nam, tại vì số lượng nơi đặt hàng trên toàn cầu khá là lớn, trong khi hãng xe Nhật Bản chỉ sản xuất được khoảng tầm 5.000 chiếc mỗi năm. Vậy lý do gì khiến mẫu xe này hot như vậy? Và số tiền 3 tỷ đồng liệu có xứng đáng trong khi chúng ta có thể lựa chọn những chiếc Mercedes-Benz C-Class hay BMW 3 Series với ngoại hình bóng bẩy hơn? Cùng mình tìm hiểu thôi! Đầu tiên là về thiết kế. Mẫu xe này sở hữu ngoại hình có phần rộng hơn, dài hơn và thấp hơn so với những người tiền nhiệm. Nếu đặt lên bàn cân cùng thế hệ gần nhất là FKA, FL5 sở hữu đường nét nhẹ nhàng và thanh thoát hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, đừng vội trong mặt với hình dòng, vì mẫu xe này có khối lượng nặng hơn 24kg, đi kèm độ cứng ở phía trước và sau cũng dính hơn, lần lượt là 16% và 15%. Thiết kế của Civic Type R được phát triển từ mẫu Civic Hatchback, thế nên mẫu xe này cũng được thừa hưởng khung gầm cứng hơn so với thế hệ trước. So với Civic tiêu chuẩn, Civic Type R FL5 có kích thước ngắn hơn 80mm, rộng hơn 90mm và thấp hơn 8mm. Khối lượng xe cũng dính hơn 100kg, đi kèm gầm xe thấp hơn 11mm. Ở phía trước chúng ta có lưới tản nhiệt lớn hơn 50% và khe hút gió rộng hơn 10% so với FKA. Ngoài mục đích thẩm mỹ, thiết kế này còn giúp luồng gió đi vào khối động cơ được nhiều hơn, qua đó tăng khả năng tản nhiệt. Nắp capo cũng nhẹ hơn 50% so với FKA vì được làm hoàn toàn bằng nhôm, đi kèm một khe thắt gió nhằm tối ưu tính khí động học. Nguyên bản, Honda Civic Type R FL5 sở hữu bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch, đi kèm lớp Michelin Pilot Sport 4S. Tuy nhiên, anh Phong đã nâng cấp lên bộ mâm TE37, lấy cảm hứng từ các mẫu xe đầu tại Nhật Bản, đúng với tinh thần GDM luôn nha. Ở cản trước chúng ta có một khe hút gió nhỏ với công dụng tản nhiệt cho hệ thống phanh. Đồng thời, Honda cũng bổ sung thêm một khe thoát gió ở dưới cục A với công dụng làm giảm áp suất. Luồng gió thiết đi từ đây qua thân xe và bị hất ra khỏi vòng bánh sau nhờ vào một cánh chìa nhỏ ở vị trí này. Vòng bánh sau cũng là chi tiết đáng chú ý khi giờ đây nó được thiết kế liền mạch hơn so với thân xe, khác với FKA. Điều này giúp FL5 có tính khí động học tốt hơn, ít bị dao động hơn. Tuy nhiên thực tế rất ít ai nhận được sự thay đổi này. Ở đây chúng ta có nắp capo làm bằng vật liệu composite, khuếch tán hoàn toàn mới, đi kèm cánh gió rộng hơn và thấp hơn so với FKA, mang đến tính khí động học tốt hơn khi xe vận hành ở tốc độ cao. Đặc biệt, mặc dù sở hữu thiết kế khá là bự, nhưng cánh gió này lại không làm chán tầm nhìn của người lái thông qua gương chiếu hậu. Nguyên bản thì Honda Civic Type R sở hữu hệ thống 3 ống xả, tuy nhiên âm thanh khá là bé vì được trang bị động cơ tăng áp kép. Thế nên, anh Phong đã nâng cấp chi tiết này, chuyển sang lại 2 ống xả với âm thanh to hơn, đi kèm khả năng bật tắt khi cần thiết. À, thực ra thì Honda cũng đã biết về nhược điểm của cái ống xả này, thế nên họ đã khuếch đại âm thanh ống xả bằng phần mềm và truyền đến cabin thông qua hệ thống loa. Thế nên bạn sẽ cảm thấy tiếng bô có sự khác biệt khi ở bên ngoài và bên trong cabin. Về hiệu năng, Honda Civic Type R được trang bị khối động cơ VTEC i4, dung tích 2 lít tăng áp kép, tên mã K20C1 tương tự thế hệ trước. Tuy nhiên đừng vội thất vọng, vì ở thế hệ này, Honda đã chỉnh sửa hệ thống tăng áp, giảm số lượng cánh quạt, khiến độ phản hồi chân ga được tốt hơn. Ngoài ra, ống xả cũng được làm thẳng hơn để tối ưu lượng khí thải. Cuối cùng, hạng đại hiệu chỉnh ECU và cải thiện khả năng làm mát, khiến công suất tăng thêm 10 mã lực và 20 Nm moment xoắn, đạt mức 330 mã lực và 450 Nm moment xoắn. Kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, Honda Civic Type R FL5 có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,4 giây. Trước khi đạt tốc độ tối đa 275 km/h, khiến đây là mẫu xe cầu trước nhanh nhất thế giới hiện nay. Hệ thống treo của xe là loại thích ứng, tương tự thế hệ trước, tuy nhiên thanh chống lật cứng hơn khá nhiều. Ngoài ra, Honda còn cung cấp cho Civic Type R FL5 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Sport, Plus A và Individual. Ở chế độ Individual, người dùng có thể tinh chỉnh nhiều thông số của xe tùy theo ý muốn. Ngày hôm nay chắc hẳn các bạn đã phấn khích lắm rồi đúng không? Vậy bây giờ hãy cùng mình lên xe và trải nghiệm em nó nha. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm lái chiếc xe này đó chính là vô lăng khá là nhạy, cứ như kiểu có một cái sự liên kết giữa não mình và bánh trước vậy. Mình muốn lái xe hướng nào,
chiếc xe sẽ lập tức đáp ứng nhu cầu đó. Đồng thời, chi tiết này được bọc da lộn từ Alcantara, mang đến cảm giác chắc chắn và sướng tay hơn rất là nhiều. Cá nhân mình thì thích vật liệu này tại vì nó như treo năm lấy hai vậy các bạn. Nó khiến tay mình dính chặt vào vô lăng, không muốn tách rời luôn. Nhưng mà một cái điểm mình không thích trên chiếc xe này đó chính là được trang bị trợ lực côn. Thế nên là nếu mà một người nào đó không quen lái những cái chiếc xe mà côn nó nhẹ quá thì rất là khó bắt côn. Thực tế thì mình thích những cái chiếc xe có cái côn nó đầm hơn tí xíu, tại vì lúc đó là dễ bắt côn rất là nhiều. Ngoài động cơ và hệ thống lái, Honda cũng đã tinh chỉnh hệ thống phanh giúp mẫu xe này trở nên hoàn hảo hơn. Cụ thể, Civic Type FL5 được trang bị hệ thống phanh Brembo Bridgestone hiệu suất cao, đi kèm đĩa phanh có đường kính 350mm ở phía trước và 305mm ở phía sau, tương tự mẫu FKA facelift. Tuy nhiên, hãng đã nâng cấp đường ống làm mát và xi lanh bên trong, mang đến khả năng giảm tốc đáng kinh ngạc. Một trong những tính năng đáng chú ý trên Honda Civic Type FL5 đó chính là RevMax, tức là xe sẽ tự động bù ga khi bạn về số, giảm thời gian sang số và tránh hiện tượng bị cận hoặc giật. Điều này có nghĩa bạn sẽ không cần phải nhồi ga trong khi vẫn còn cắt côn như những mẫu xe số sàn thông thường. Đây, hiện tại mình đang di chuyển ở cấp số 3, bây giờ chỉ cần về số. Đấy, các bạn nghe tiếng rung không? Đó. Thì lúc đó thì cái động cơ đã tự động bù ga cho mình rồi. Rất là phấn khích luôn. Thực sự với tính năng này mình cảm giác như chiếc Civic Type này không còn là một mẫu xe thuần số sàn nữa, mà thay vào đó là một mẫu xe bán tự động nhiều hơn. Cabin của Honda Civic Type FL5 nổi bật với hai tông màu đỏ, đen. Hàng ghế trước là loại thể thao, chỉnh cơ, đi kèm logo Type A xuất hiện cả trước lẫn sau. Vị trí người lái được đặt thấp hơn nhưng có tầm quan sát tốt hơn nhờ cục in mảnh, capo thấp và vị trí gương được thay đổi. Táp lô phía hành khách có thêm một tấm bảng nhỏ cho biết số thứ tự của xe. Vô lăng là dạng ba chéo thể thao, tích hợp một số nút bấm cơ bản. Các nút bấm này cũng được thiết kế tốt hơn so với thế hệ trước, giúp người dùng dễ thao tác hơn rất nhiều. Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số kích thước 10,2 inch, đi kèm đèn báo sang số. Ngoài ra, Honda còn cung cấp một bản đồng hồ độc quyền cho Civic Type, giúp người lái dễ dàng tập trung hơn. Ở trung tâm thì chúng ta có một màn hình giải trí kích thước 9 inch, tích hợp khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto và bộ lưu trữ dữ liệu Honda LogR, ghi lại các thông số vận hành theo thời gian thực để người dùng cải thiện khả năng cầm lái. Hộp số sàn 6 cấp với khả năng sang số nhanh hơn. Cần số được thiết kế rất là đẹp mắt và thuận tiện cho người lái. Sẽ là hơi quá nếu cho rằng đây là hộp số sàn tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên theo mình nghĩ, sự thật nó là như vậy. Hàng ghế sau sử dụng tông màu đen, đi kèm những đường chỉ màu đỏ tại điểm nhấn. So với thế hệ trước thì Civic Type FL5 sở hữu trục cơ sở có phần dài hơn, mang đến sự thoải mái hơn cho người ngồi sau. Các tiện ích khác có thể kể đến như cổng sạc USB, sạc điện thoại không dây, tẩu thuốc 12V, phanh tay điện tử, khay đựng cốc, hộc để đồ và khoang hành lý lên đến 410 lít. Về mặt an toàn, Civic Type được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, hỗ trợ đánh lái chủ động, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang cùng 8 túi khí. Tổng quan, Honda Civic Type FL5 thực sự là một mẫu xe hoàn hảo trên nhiều phương diện khi sở hữu khả năng vận hành tối ưu và độ thoải mái để sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, đối với nhiều người, con số 2,7 tỷ đồng có thể vừa vô lý vừa hợp lý để sở hữu chiếc xe này. Sở dĩ cùng số tiền trên, nhiều người sẽ lựa chọn Mercedes-Benz C-Class hay BMW 3 Series với ngoại hình bóng bẩy hơn và dễ vận hành hơn. Tuy nhiên, đối với những tín đồ đam mê dòng xe này, đây lại là một món hời giúp họ thỏa mãn được mong mỏi bấy lâu. Thực tế, đây là một mẫu xe không cần sale vì nó có khả năng tự bán nó. Việc của nó đơn giản chỉ cần ngồi chơi và nhìn người dùng trên nhìn xuất để sở hữu. Còn quan điểm của bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên cho mình một like và một subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nha. Và mình là Xuân Siêu Xe, siêu về xe. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.